Xin chào quý vị và các bạn. Hằng vốn là cô gái thông minh. Sau khi bình tĩnh sâu chuỗi lại mọi chuyện, cộng với những biểu hiện bất thường của Thành thời gian gần đây, khi hắn cố viện đủ lý do rình mò ở nhà cô, còn mặt dày muốn cô quay trở về bên hắn, Hằng hiểu hắn chẳng yêu gì cô. Chắc chắn hắn có toàn tính gì đó. Và rồi, khi Thành vô tình thấy chiếc vòng mà cô cứ nghĩ ở cổ mình, thấy hắn hoảng loạn, Hằng nghi ngờ Thành chính là chủ nhân của chiếc vòng. Thành có liên quan tới cái chết của Bình Minh. Cô tìm tới chất vấn hắn, nhưng hắn lươn lẹo đổ mọi tội lỗi lên đầu Mỹ, còn tiết lộ chính Mỹ là hung thủ sát hại Minh. Hắn chẳng qua muốn bảo vệ vị hôn thê của mình, nên mới lầm đường lạc lối với những lời lẽ đầy thuyết phục cùng màn mèo khóc chuột này. Liệu Thành có qua mắt được Hằng? Và rồi, câu chuyện của Thành và Hằng vô tình Mỹ nghe được khi thấy người đàn ông cô đặt niềm tin lại tráo trở, bị ổi như vậy. Mỹ có còn ngu muội tin vào những lời đường mật của hắn nữa không? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Mình chết, Phong mất tích, Thanh tin rằng chẳng còn mối đe dọa nào với hắn. Thế nhưng, khi phát hiện ra chiếc vòng tay hắn đánh rơi ở phòng trọ, trong lúc xô sát với Minh, hắn vội vã tìm lại vật chứng quan trọng này trước khi bị phát giác. Thế nhưng, Hằng đã nhanh tay hơn. Trong lúc cô dọn nhà, cô đã tìm được chiếc vòng. Khi đó, cô cứ nghĩ đơn giản đó là của Minh, nên cô giữ gìn, trân trọng như bảo bối. Chỉ tới khi phát hiện ra đó không phải là của Minh, cộng với những điểm bất thường xảy ra gần đây, cùng với những lời cảnh tỉnh của Trung, cô 10 phần chắc chắn chiếc vòng này là của Thanh. Cô chủ động tìm tới gặp hắn, đáp lại nụ cười tươi như hoa của Thanh. Hằng đằng đằng sát khí tiến tới, tay cầm chiếc vòng giọng đanh thép. Anh giải thích sao về chiếc vòng? Rốt cuộc anh có liên quan gì tới cái chết của Bình Minh? Dù Thanh và Hằng đã chia tay, nhưng thời gian sống cùng cô đủ dài để anh hiểu tính khí của cô. Hằng có thể chịu phần thiệt về mình, nhưng đụng tới những người cô thương yêu thì cô sẵn sàng xù lông nhím lên bảo vệ họ. Nhất là Minh là người bạn tri kỷ, đồng cam cộng khổ với cô trong những lúc cô khó khăn nhất. Thanh ấp úng, chưa biết phải thanh minh thế nào thì sự cố đã xảy ra. Mỹ vẫn luôn nghi ngờ sự thủy chung của Thanh. Thấy chồng sắp cưới lén lút gặp gỡ người yêu cũ, cô xem Hằng như cái gai trong mắt. Đã vậy, cô góp phần không nhỏ trong cái chết của Minh. Nên khi nghe Hằng nhắc tới, Mỹ sợ vãi linh hồn. Trong đầu cô khi đó ý nghĩ duy nhất là khiến Hằng sớm sang thế giới bên kia. Tay cô cầm con dao cứ thế nhắm về hướng của Hằng. Và rồi, Trung thấy Hằng ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong khoảnh khắc ấy, anh không do dự đỡ cho Hằng nhát dao chí mạng. Mỹ sợ hãi vứt bỏ con dao, nhưng vẫn không quên nhặt lại chiếc vòng tay, rồi rời khỏi hiện trường. Còn Hằng vội vã đưa Trung tới bệnh viện. Cũng may được cứu chữa kịp thời, nên Trung bình an vô sự. Thanh tạm thời qua được kiếp nạn này, nhưng hắn biết rằng sẽ không từ bỏ ý định. Và rồi hắn chuẩn bị kịch bản để đối phó với màn chất vấn của hắn. Rồi hắn nở nụ cười đầy nham hiểm. Đây đúng là chiếc vòng đôi của Thanh và Mỹ, nhưng chiếc vòng của Mỹ đã bị hắn thiêu rụi từ lâu. Giờ cách tốt nhất là đổ tội lên đầu Mỹ. Thanh còn tỏ ra ăn năn, chủ động tìm tới gặp Hằng, trưng bộ mặt ủ rũ. Mở đầu câu chuyện, hắn không quên lo lắng, hỏi hăm tình hình của Trung. Sau màn chào hỏi sáo rỗng, Hằng vào thẳng vấn đề. Hôm trước anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc chuyện cái vòng là thế nào? Thanh cúi mặt xuống, giọng lý nhí. Hằng à, xin em hiểu cho sự khó xử của anh. Thật ra chiếc vòng đó là của Mỹ, cái chết của mình cũng là do Mỹ. Nghe tới đây, Hằng đứng hình, không dám tin đó là sự thật. Nhưng rồi khi cô nghĩ tới bộ dạng hoảng loạn, sợ hãi của Mỹ, khi cô nàng tới thắp cho mình nén nhang, rồi khi Mỹ không thể kiềm chế được cảm xúc, định ra tay lấy mạng cô. Sau khi bất thành, rời khỏi hiện trường, Mỹ không quên nhặt lại chiếc vòng. Cô cảm thấy những lời của Thanh không phải không có căn cứ. Thấy Hằng lưỡng lự, Thanh tiếp tục bươm vào. Là lỗi của anh. Đáng lẽ anh nên nói chuyện này từ lâu, nhưng anh lại bao che, dung túng cho cô ấy. Em hiểu cho anh, dù gì Mỹ cũng là vợ sắp cưới của anh. Anh không đành lòng để cô ấy vướng vào vòng lao lý. Hằng chất vấn, thì ra, anh tiếp cận tôi vì muốn tìm lại chiếc vòng phải không? Thành khẽ gật đầu đồng ý, nhưng Hằng vẫn còn trăn trở. Mỹ và mình không thù không oán, tại sao Mỹ lại ra tay tàn độc như vậy? Cô tiểu thư sức chói gà không chặt như Mỹ. Nếu đấu tay đôi thì không phải là đối thủ của người nhiều năm lăn lộn trên giang hồ như Minh.
Nhưng Thanh cũng lường trước tình huống này. Hắn hạ giọng, Mỹ vẫn nghĩ anh và em vẫn còn qua lại với nhau. Người cô ấy muốn tính sổ là em, chứ không phải là Minh. Nghe tới đây, Hằng nhớ tới nhiều lần Mỹ và bà Lê kéo tới đánh ghen, làm loạn cả phòng trọ. Chính mình còn hét hết cả. Chính mình còn hắt cả chậu nước lớn vào mặt Mỹ. Có lẽ Mỹ vẫn không bỏ qua chuyện này. Thanh thừa thắng xông lên. Trong lúc tức giận, Mỹ không làm chủ được hành động của mình. Cô ấy mới lỡ tay giết chết Minh. Nghe những lời này của Thanh quả là rất hợp tình hợp lý. Mỹ có động cơ, có dã tâm. Thanh vẫn không quên đánh vào yếu điểm mềm lòng của Hằng. Hắn ăn năn, chuyện này cũng một phần lỗi của anh. Đáng lẽ anh phải tố cáo Mỹ, đằng này anh lại bao che, còn giúp cô ấy hủy bỏ chứng cứ. Anh có lỗi với em, có lỗi với mình, anh sai rồi. Nhìn Hằng ngỡ ngàng, ngơ ngác, hắn hiểu Hằng đang bị câu chuyện của hắn cuốn đi. Hắn chốt hạ, đúng là khi người ta yêu thì chẳng thể làm chủ được lý trí của mình. Anh hứa sẽ vạch trần tội ác của Mỹ, anh sẽ đứng ra làm nhân chứng, để mình có thể thanh thản ra đi. Hằng rụng rời, nước mắt cô cứ thế lăn dài. Cô cảm thấy có lỗi với mình, cô nghẹn ngào. Mình ơi, tất cả là do tôi, vì bảo vệ tôi nên bà mới chết oan ức như vậy. Câu chuyện Thanh thêu dệt đúng là không thể chê vào đâu được. Hắn đinh ninh đã thành công đánh lạc hướng của Hằng, nhưng hắn không ngờ rằng, thời gian qua, Mỹ nhận ra sự thay đổi, lạnh lùng của Thanh. Cô không còn tin vào những lời đường mật của hắn. Cô cho rằng Thanh vẫn còn lén lút qua lại với Hằng. Cô âm thầm theo dõi Thanh, thì chứng kiến toàn bộ câu chuyện Thanh nói với Hằng. Nghe từng câu từng chữ, cùng dáng vẻ vô tội của hắn, cô cảm thấy ghê tởm. Cô nghĩ bụng, không ngờ anh lại là kẻ khốn nạn, đê tiện như vậy. Anh nghĩ đẩy sang tôi là xong hay sao? Tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Cô cảm thấy cô đã yêu phải kẻ không xứng đáng. Ngẫm lại cuộc đời cô trở nên thê thảm như vậy cũng do Thanh mà ra. Trước đây đúng là cô chỉ là đứa con không được thừa nhận, nhưng cô chẳng thua kém ai. Xinh đẹp, giỏi giang, có công danh sự nghiệp, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Nhưng từ khi vướng vào Thanh, cuộc đời cô xuống dốc không phanh. Cô dính vào vụ án mạng, cô còn đánh mất chính mình, suốt ngày phải đeo bám lạy lục mẹ con Thanh. Đã vậy cô còn tiếp tay bán đứng công ty với hy vọng cùng Thanh tạo dựng một đế chế mới. Thanh sẽ cảm kích mà đối xử tử tế với cô. Nhưng không, khi cô không còn giá trị, Thanh tìm cách thảy cô ra đường không thương tiếc. Mẹ Thanh còn lật bài ngửa, tỏ thái độ hậm hực, còn buộc con trai phải chọn giữa bên tình, bên hiếu. Giờ thì thấy Thanh đổi thắng thay đen, đẩy tội sát nhân lên đầu cô. Liệu rồi Mỹ sẽ làm gì? Có ngu muội ngồi cùng hội cùng thuyền với hắn, hay cô sẽ đầu thú khai nhận toàn bộ mọi việc? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.